ta sẽ cùng nhau tìm hiểu từ ví dụ đơn giản nhất nhé. Các bạn cùng vào ví dụ số 1. Chúng ta có giải quyết ví dụ số 1. Trên trục tọa độ OI cho 3 điểm A, B, C lần lượt có tọa độ là trừ 2, 2 và 6. Người ta có hai ý hỏi này. Ý nhất là tính tọa độ của các vector AB, BC, CA. Cái thứ hai chứng minh rằng B là trung điểm của AC. Đó. Thì chúng ta chú ý như này này. Phần A chúng ta sẽ giải quyết như sau. Tính tọa độ của vector AB. Đó, tính tọa độ của vector AB. Tọa độ vector AB là bao nhiêu? Thì em nhìn đây. Chỗ này chúng ta có cái điều này. Tọa độ này, vector AB có độ dài đại số là đây, MAB đây nhá. Thì mà MAB độ dài đại số chính là B trừ A, được chưa? Nếu như vector AB có độ dài đại số là một số M thì vector AB sẽ bằng K lần M, đúng không? Bằng M lần vector Y ấy, bằng M vector Y. Chú ý nhớ lại nhá. Đây, nói cái này ra đây. Độ dài đại số của vector AB bằng M, được chưa? Độ dài đại số bằng M. Khi đó vector AB sẽ bằng M vector Y hay vector E cũng được, đúng không nào? Đấy. Thế bây giờ em thấy này, điểm A có chưa? Điểm A có chưa? Điểm B có chưa? Thế bây giờ độ dài đại số của vector AB, đúng không nào? Ở vector AB sẽ bằng M lần vector Y. Với M là độ dài đại số của độ dài đại số của vector AB và độ dài đại số thì sẽ bằng B trừ A. Đấy, B trừ A. Ta lấy gì nhỉ? 2 trừ đi trừ 2 bằng 4. Viết chậm nhá. 2 trừ đi trừ 2. Đấy, y. Có nghĩa là 4 lần vector y. Như vậy vector AB sẽ có tọa độ là 4. Em phải viết như này cũng được. Ta có thể viết như này. Đấy, bằng 4 hoặc là viết như này cũng được. AB 4, được chưa? Tương tự như vậy, ta sẽ có vector BC. Vector BC là mấy nhỉ? BC thì là lấy C trừ B là lấy đây, 6 trừ đi 2 cũng bằng 4. Vector CA. Vector CA thì ta lấy A trừ đi C nhá. A là trừ 2, C là 6, trừ 2, trừ 6, vâng, trừ 8. Đó, và chúng ta giải quyết xong phần A, rất đơn giản đúng không nào? Tiếp tục sang phần B.